Chiều tối 26 tháng 10, chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2023 đã chính thức diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản. Á hậu Phương Nhi đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí top 15 Trung Quốc. Nhìn lại hành trình tham dự Hoa hậu quốc tế 2023 tại Nhật Bản của Phương Nhi, có thể thấy nàng hậu 21 tuổi đã phải vượt qua không ít áp lực. Bị chê, profile nhạt nhòa, không đẳng cấp. Đầu tháng 9 năm 2023, thông tin của Phương Nhi được đăng tải lên fanpage Hoa hậu quốc tế, trong đó cô đề cập đến việc mình là sinh viên trường đại học luật và là ngôi sao giải trí có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù nhận được lượng tương tác khủng so với bài giới thiệu của các đại diện khác, nhưng Phương Nhi lại vấp phải ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả vì không có sức nặng về học vấn, chưa thấy yếu tố truyền cảm hứng. Nguyên bài giới thiệu của Phương Nhi chỉ có một câu nói về việc cô học đại học luật, còn lại chỉ tập trung khoe lượng người theo dõi trên mạng xã hội và các hoạt động đóng MV, làm người mẫu, KOL. Bên cạnh đó, Phương Nhi cũng bị chê thiếu tinh tế khi miêu tả về vẻ đẹp của mình trong đoạn giới thiệu rằng: "Tôi được khen là người có vẻ đẹp quyến rũ, làm người hâm mộ mê mẩn, họ còn gọi tôi là thần tiên tỷ tỷ." Mất điểm vì những lần livestream phản bác cộng đồng mạng. Thắc mắc là không có một cái bằng nào giá trị để thêm vào profile hả? Cái câu nói này ấy, nó rất là bị sao ta? Nó rất là kiểu bị đánh giá thấp những cái giá trị mà người khác mang lại bạn. Nên là những câu nói đó của bạn thì không nên được để ý. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Goodbye. Bye bye. Tạm biệt nha. Xin chào và không hẹn gặp lại. Rất ngon. Rất ngon, nên hãy để apple juice. Quá trình thi Hoa hậu quốc tế 2023 ở Nhật, Phương Nhi thường xuyên livestream trong lúc trang điểm hoặc sau khi kết thúc lịch trình để chia sẻ về hoạt động trong ngày của mình với khán giả. Ngoài những bình luận động viên, góp ý, Phương Nhi cũng gặp nhiều bình luận tiêu cực về học vấn. Đỉnh điểm là khi đọc được bình luận, không có nổi một bằng cấp để bỏ vào hồ sơ thi, Phương Nhi đã bày tỏ thái độ không bằng lòng và thẳng thừng đáp trả trên livestream. Câu nói này đang bị đánh giá thấp những giá trị mà người khác mang lại, nên là những câu nói này của bạn không nên được để ý. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tạm biệt bạn. Không hẹn gặp lại. Hành động của nàng hậu nhanh chóng trở thành chủ đề gây cãi trên các diễn đàn mạng. Có người bênh, người chê. Nhưng điều này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Phương Nhi. Chuyện cô bảo lưu về việc học ở trường luật để nam tiến, làm nhiệm vụ của á hậu cũng bị đưa ra bàn luận. Một buổi livestream tai hại khác của Phương Nhi là khi cô liên tục khẳng định Cambodia không phải là Campuchia. Nhiều khán giả thất vọng vì sự nhầm lẫn kiến thức cơ bản này của Phương Nhi, thậm chí nàng hậu còn bị chê bai, chỉ trích ồ ạt trên nhiều diễn đàn mạng. Trước sự việc này, Phương Nhi đã lên tiếng đính chính rằng mình chỉ mong khán giả xem livestream để gọi tiếng Anh của Miss Cambodia, giống với tên để cô ấy hiểu được rằng mọi người đang muốn giao lưu cùng. Ngoài ra, Phương Nhi cũng xin rút kinh nghiệm vì đã phát ngôn gây tranh cãi, hiểu nhầm. She's Miss Cambodia. It's Miss Cambodia. She's Miss Cambodia, not yes. Cambodia. Everyone. Cambodia. Yes. In Khmer we say, in Cambodian we say Cambodia. Oh. In English is Cambodia. Xin mà laugh. Bị chỉ trích vì không đeo sát, thiếu chỉn chu về diện mạo, thường xuyên cầm điện thoại. Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc, Phương Nhi đã bị một số khán giả cho rằng cô né cam, không tích cực trong tương tác camera của tổ chức để gây ấn tượng cho bản thân. Phương Nhi bị nhận xét thiếu chỉn chu, không để ý đến những tiểu tiết có thể gây mất điểm trong mắt khán giả. Có thể gây mất điểm trong mắt giám khảo, vì có những lần tấm sắt của Việt Nam của cô không được đeo ngay ngắn hoặc không đeo, tóc bị xù, điện thoại luôn cầm trên tay hoặc đặt ngay trên mặt bàn. Các fan sắc đẹp cho rằng, với một cuộc thi đề cao sự thanh lịch như Hoa hậu quốc tế,
thì những thiếu sót nhỏ cũng có thể khiến người đẹp bị trừ điểm. Thì những thiếu sót nhỏ cũng có thể khiến người đẹp bị trừ điểm. Can you invite your followers, everyone in Vietnam, to watch the final? Yes, people. Hello, Vietnamese people. Can you please support Phương Nhi and also like a lot of beautiful contestants of Miss Intercontinental, and please watch Miss Intercontinental finalists on 26th of October. Thank you so much. Phương Nhi phạm điều đố kỵ trước chung kết. Hoa hậu quốc tế 2023 liệu có phải lý do out top 7? Á hậu Phương Nhi đã liên tục nói sai một điều về cuộc thi trước thềm chung kết Hoa hậu quốc tế 2023, khiến khán giả thất vọng. Tại sự kiện, đại diện Việt Nam không được gọi tên vào top 15 chung cuộc, nhưng không thể tiến sâu. Tuy nhiên, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện người đẹp quê Thanh Hóa đã có màn phỏng vấn gây mất điểm khi liên tục nói sai tên cuộc thi. Phương Nhi đã nói nhầm Hoa hậu quốc tế thành Hoa hậu liên lục địa trong lúc đang trò chuyện với ông Kính. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng đại diện Việt Nam chưa thực sự giao tiếp tốt và thiếu chỉnh chu trong lời nói khi thi quốc tế. Do đó, ban tổ chức Hoa hậu quốc tế không thể lựa chọn Phương Nhi vào danh sách top 7 chung cuộc. Xét về kết quả, đại diện Việt Nam có ngoại hình tốt và đầu tư về mặt váy áo khi tham gia các hoạt động. Song Hoa hậu quốc tế đang muốn tìm một người đẹp mạnh về phát ngôn để đại diện cho tiếng nói của tổ chức và Phương Nhi không đạt được yếu tố này. Do đó, vị trí top 15 là thành tích vừa vặn đối với đại diện Việt Nam.